Chào tất cả các anh em đã đến với kênh của mình nha. Mình là Gấu. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho những anh em chưa biết về cách kiếm ngọc trai đen trong ARK. Và đây là ngọc trai đen. Ngọc trai đen này cũng được coi là một trong những nguyên liệu hiếm. Sau đây thì mình sẽ tổng hợp những cách kiếm ngọc trai đen trong ARK. Anh em xem mà có thiếu sót gì thì có thể bổ sung ở phần bình luận giúp mình nha. Mình thì chỉ biết qua những cách sau đây thôi. Anh em xem video thấy hay thì like và chia sẻ giúp mình. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Ở vị trí đầu tiên đó là hộp quà. Anh em có thể kiếm ngọc trai đen bằng cách ấn vào hộp quà đây nha. Đây, cái hộp quà này. Mỗi lần mà nó sẽ cho ngẫu nhiên tầm 20 ngọc trai đen. Đây. Nó sẽ cho tầm hai anh em 20 ngọc trai đen nha. Và không phải lúc nào nó cũng cho nha. Cái hộp quà này nó sẽ cho ngẫu nhiên vật phẩm. Nên anh em không có trông chờ nhiều vào cái hộp quà này. Nhưng đây là cách kiếm ngọc trai đen mà dễ nhất mà mình biết. Nó chỉ cần nhấn vào là nó sẽ cho anh em 20 ngọc trai đen. Mà nó cũng khá là hên xui. Với vị trí thứ hai này thì anh em hãy tame cho mình một con rái cá nha. Con rái cá này thì nó có công dụng là farm ra ngọc trai đen cũng như là ngọc trai trắng. Đây, anh em hãy tame một con rái cá và nhắn vào kêu target vào cá nha. Anh em hãy kêu target vào con cá. Anh kêu target vào con cá và đứng chờ cho con rái cá này nó đánh thôi. Đánh ăn được xác của con cá thì nó sẽ ra ngọc trai đen hoặc là ngọc trai trắng gì đó. Một con rái cá này nó đánh con cá thì tầm ra được khoảng 1 đến 2 ngọc trai trắng và kèm theo là một ngọc trai đen nha. Nếu mình nhớ không nhầm là như vậy. Con rái cá này thì nó đánh khá là yếu nha. Nên em có thể là đánh phụ nó. Chứ nó đánh khá là yếu và lâu. Thì đam nó không có được to ấy. Nên em có thể dùng tay không và đấm phụ nó. Nên em dùng tay không đấm phụ nó cho nó nhanh chứ còn con này nó đánh khá là lâu. Rái cá này nó đam cơ bản của nó khá là yếu nên nó đánh khá là lâu nên anh em phải đánh phụ nó. Mình cứ đánh gần chết cho nó thôi để nó ăn xác được. Đánh con cá này nó cũng hay xui nha anh em, không phải là con nào nó cũng ra ngọc trai đen đâu nha. Đây, bây giờ anh em xem kết quả của mình này. Mình kiếm được một ngọc trai đen. Ở vị trí thứ ba sẽ là con như trong hình. Con này mình sầu trên mạng thì nó có tên là bò cặp biển. Nhưng mình thì hay gọi nó là con tôm. Nên anh em có thể quan sát nó. Con này thì nó sống ở dưới đáy biển nha anh em. Anh em cứ xuống đáy biển là sẽ thấy được nó. Và bây giờ mình đang ở dưới đáy biển. Con này thì nó thường là spawn ở dưới đáy biển nha anh em. Anh em cứ xuống đáy biển sẽ gặp được nó. Anh em giết con này thì lưu ý là không nên cận chiến với nó. Con này mà sơ hở mà cận chiến với nó mà không giết được nó là nó đánh lên turbo là bất tỉnh. Nên em cứ dùng thú mà đánh nó cho an toàn. Đây, mình vừa đánh nó được 2 ngọc trai đen nha. Em có thể thấy là mình được 2 ngọc trai đen. Ở vị trí thứ tư này thì anh em có thể nhận được ngọc trai đen ngẫu nhiên ở trong các hồn trong hầm ngục. Các hồn trong hầm ngục cho ngọc trai đen ngẫu nhiên từ 10 cho đến 100 nha anh em. Anh em nào cứ nhặt hết rương thì sẽ được khá khá ngọc trai đen. Mà cái này thì nó cũng khá là hên xui, chứ phải lúc nào nó cũng cho được nhiều như trong hình nha. Nó cho rất là ngẫu nhiên và hên xui. Chứ không phải lúc nào cũng được cho trong hình đâu. Ở vị trí thứ năm này thì sẽ là con tức xô hay còn gọi là con mực. Con này có thể anh em có thể kiếm được ngọc trai đen nhờ việc kêu nó. Con này thì anh em kiếm nó và kêu nó thì rất là khó. Bởi vì con này nó những anh em mới chơi thì nó đánh lên turbo khá là cao. Anh em đừng có cảm chiến đánh với nó nha. Đánh lên turbo khá là nhanh. Nó ôm chặt lại là mọi người là có thể nào mà tính được. Tọa độ để mà kiếm được nó ấy, thì nó sẽ xuất hiện từ đầu cỏ cho đến hướng về chủ đỏ. Đấy là tọa độ mà mình hay gặp nhất. Mình thì cứ kiếm tới số, kiếm tới số thì mình kiếm ra từ đầu cỏ cho đến chủ đỏ là cái bơi phong bằng đó thôi. Hay thì mình gặp xui thì con bơi máy thì cũng có gặp đấy. Như anh em thấy thì mình vừa được 35 hộp trai đen nhờ việc giết tới số này. Anh em thấy này. Anh em muốn kiếm con này thì bơi từ đầu cỏ cho đến chủ đỏ nha. Rồi mình cứ bơi vòng đó thôi. Rồi mình sẽ gặp được nó. Cái đó thì theo mình thấy thôi. Ở vị trí cuối cùng này sẽ là con Alpha Mosa. Con Alpha Mosa này nó sẽ cho anh em ngọc trai đen khi anh em giết được nó. Anh em giết nó chứ không phải là cắn bay sát nó nha. Anh em giết nó và mở túi đồ nó ra là sẽ nhặt được ngọc trai đen ở trong người của nó.
Con anh Famosa này thì kiếm được con rõ rất là khó. Mình thì mình bơi chắc nhân phẩm lắm thì mới gặp được con này. Con mực thì mình cảm giác còn kiếm được cái con này thì nó xuất hiện ngẫu nhiên toàn map này, mình cảm giác là khó để kiếm được nó. Anh em mà muốn kiếm con này thì anh em thử bơi từ xung quanh đáy của đảo cỏ cho hướng lên trên khu vực đầm lầy, xong rồi anh em kêu hết tất cả Mosa xem có ra con pha Mosa không nha. Chứ con này mình thấy thì nó xuất hiện ngẫu nhiên toàn map này, mình rất khó để mà có thể kiếm được nó. Khi mà anh em kêu được thì anh em cứ mở túi đồ của nó ra và nhặt được cục dây đan ở trong túi của nó nha. Chúc anh em may mắn. Thằng này là đặc biệt nha anh em. Anh em có thể là tâm em một cặp mực về và mình phối. Đây anh như anh em thấy thì đây là mực phối. Sau khi mà mình phối xong rồi mình muốn có ngọc dây đen ấy thì anh em nén nó lại. Anh em làm như mình nha. Anh em nén nó lại này. Anh em nén nó lại để làm gì? Anh em khi anh em nén nó lại và âu ra khỏi chi bay ấy mà hồi sinh ấy thì nó sẽ kêu đây là nó sẽ được ngọc dây đen nha. Chứ mà không không bình thường thì anh em sẽ không được đâu. Bây giờ mình sẽ làm cho anh em xem. Và như anh em thấy thì đây là ngọc của Tích Xô vừa nãy mình thu lại. Bây giờ thì anh em có hai lựa chọn, đó là Âu Chi Ba hoặc là dùng một Ạc Clone nào đó để hồi sinh ngọc Tích Xô này. Anh em nhớ là phải dùng Âu Chi Ba hoặc là dùng Ạc Clone khác thì hồi sinh thì mới được nha. Chứ không thì nó sẽ không ra ngọc chai đen đâu. Đây. Anh em thấy nó tụt máu khá là nhanh. Được 20 ngọc chai đen nha anh em. Bây giờ anh em mà muốn có ngọc chai đen thì anh em cứ nuôi thật nhiều Tích Xô và làm như cách của mình thôi, là anh em sẽ có rất nhiều ngọc chai đen, đỡ phải đi kiếm Tích Xô làm gì cho mình. Anh em hồi sinh tầm có 20 con, không phải lúc nào nó cũng có 20 ngọc chai đen đâu nha anh em. Ngọc chai đen này nó sẽ là ngẫu nhiên, có nhiều con nó sẽ được 40, tầm 50 cũng có, mà ít thì cũng có nha. Đây thì do ngẫu nhiên này nó mình chỉ được có 20 thôi. Còn nhiều anh em khác nuôi thì kêu thì được nhiều hơn, tầm 40, 50 gì đó chẳng hạn. Đây là một trong những cách mà mình hay áp dụng nhất để kiếm ngọc chai đen nha. Anh em xem video thấy hay thì like và đăng ký ủng hộ kênh của mình. Cảm ơn anh em rất là nhiều.